Mới đây, một cuộc thi đi trên dây mạo hiểm đã được tổ chức tại huyện Xianju, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Tham gia cuộc thi là 16 vận động viên đến từ Canada, Hà Lan và Trung Quốc. Họ tranh tài ở độ cao 400 m Cuối cùng, vận động viên Anthony, 18 tuổi, người Canada đã giành chức vô địch. Thực, Thực sự rất tuyệt vời. Tôi không nghĩ mình thương lại thương có thể giành thương chiến thương. thắng vì kết quả này khiến tôi bất ngờ. <laughs> Việc đi bộ trên những sợi dây đàn hồi hơn cũng giống như nhảy trên một tấm bạt lò xo, không có gậy thăng bằng người tham gia cuộc thi phải tự cân bằng bằng hai cánh tay và liên tục phải điều chỉnh tư thế của mình trong khi lắc lư trên dây